Giới thiệu với quý bà anh chị em, hôm nay và giáo sư chúng ta có cha Âm Tôn Lê Ngọc Thanh thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Ngài đang phục vụ tại cộng đoàn Vĩnh Long, giáo phận Long Xuyên. Nay ngày đi công tác của ngài đồng ra đây có ghé thăm cộng đoàn chúng ta. Hôm nay cũng là ngày đặc biệt của ngài, kỷ niệm 19 năm linh mục. Hôm nay ngày kỷ niệm nhưng mà cũng vì công việc nên có về đây ghé thăm cộng đoàn chúng ta, dâng lễ với cộng đoàn giáo sư chúng ta. Chúng ta chào đón và chúc mừng ngài hôm nay. Thầy, bần nào ạ đấy, bần nào khi đi xe ấy là quần luôn.